là loài chim mặt đất khá hung dữ, thuộc họ Coco. Tuy nhiên, Bìm Bịp không đi đẻ nhờ như đa số các loài chim khác trong họ Coco. Bìm Bịp được tìm thấy ở miền Nam châu Á, từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Indonesia và cả Việt Nam. Chim trưởng thành, phần lớn bộ lông có màu tím đen bóng loáng. Riêng đôi cánh có màu hạt dẻ đậm, màu lông đặc trưng của loài bìm bịp. Mắt đỏ, mỏ to màu đen, mạnh mẽ và sắc nhọn. Chân và bàn chân có màu xám đen, kèm theo những móng vuốt dài và vô cùng sắc nhọn. Cả hai giới tính đều có vẻ bề ngoài tương tự nhau. Chiều dài cơ thể bìm bịp khoảng từ 35 đến 38cm. Riêng cái mỏ cong dài đến tận 3,5cm và cái đuôi dài từ 18 đến 20cm. Cân nặng từ 236 tới 268 gram. Môi trường sống chủ yếu là các đồng cỏ, lùm bụi, rìa rừng, bờ suối, các khu đất canh tác và những nơi gần nguồn nước. Ngoài ra, nó cũng được tìm thấy tại một số môi trường sống khác như rừng ngập mặn, đầm lầy và các giường lau sậy. Bìm bịp thường chui rúc trong các lùm cỏ cao và cây bụi. Khi kiếm ăn, nó đi chậm rãi giống như một con gà lôi với cái đuôi dài nằm ngang. Nó kiếm ăn một mình hoặc theo cặp. Thức ăn được lấy ngay trên mặt đất. Khi phát hiện con mồi, nó có thể nhảy hoặc chạy rất nhanh để bắt kịp con mồi. Bìm bịp ăn chủ yếu là côn trùng, sâu bướm, loài gặm nhấm, ốc, thằn lằn, trứng chim. Đôi khi nó còn ăn cả hạt và trái cây. Đặc biệt, bìm bịp còn được mệnh danh là loài mãnh điêu và rất thích ăn rắn, đặc biệt là những con rắn độc. Khi phát hiện có rắn, bìm bịp dùng cái mỏ sắc nhọn của mình để tấn công. Kể cả loài rắn hổ mang cực độc, nếu gặp bìm bịp cũng khó mà thoát khỏi. Bìm bịp còn có thói quen thích tắm nắng vào buổi sáng trên các ngọn cây của thảm thực vật thấp. Nó hoạt động tích cực nhất là vào buổi sáng và chiều muộn. Bìm bịp có chuyến bay khá chậm và vụng về. Có thể nói chúng là loài bay kém. Thế mạnh của chúng chủ yếu là chui lũi hoặc nhảy từ cành này sang cành khác trong các lùm bụi rậm. Sau đó sẽ cất cánh từ một ngọn cây rồi sa xuống một nơi gần đó và tiếp tục chui rúc. Sinh sản. Mùa sinh sản diễn ra vào mùa mưa và thời gian khá rộng, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khu vực sinh sống. Chim mẹ đẻ từ 3 đến 5 quả trứng màu trắng. Cả hai chim bố mẹ thay phiên nhau ấp trong khoảng 16 ngày. Các chim non khi mới nở có da đen kèm theo các sợi lông cước trắng. Chim non ở trong tổ và nhận sự chăm sóc của bố mẹ trong suốt 18 đến 22 ngày. Thank you.
Southern Ground Hornbill là một loài hồng hoàng lớn nhất trong họ hồng hoàng mỏ sừng. Chúng được tìm thấy từ phía bắc Namibia và Angola đến phía bắc Nam Phi, Zimbabwe và Kenya. Kích thước chiều dài cơ thể chim từ 90 đến 129cm. Chim mái cân nặng từ 2,2 tới 4,6 kg. Chim trống nặng hơn một chút với cân nặng khoảng từ 3,5 đến 6,2 kg. Hồng hoàng phía nam có bộ lông đặc trưng màu đen kèm theo những mảng da trần trên mặt kéo dài xuống cổ họng. Mỏ màu đen khá to và dày, phần sừng nhô lên không cao, rỗng bên trong. Tuy nhiên, nhìn mỏ của chúng gọn gàng hơn nhiều so với các loài chim hồng hoàng khác. Đôi mắt có màu xanh xám nhạt. Phía bên ngoài có những sợi lông mi khá dài. Điều này được cho là để ngăn cản bụi chui vào mắt, trong khi chúng kiếm ăn ở những đám cỏ vào mùa khô. Chân màu đen to, khỏe. Ở đầu cánh còn xuất hiện thêm màu trắng, có thể nhìn thấy rõ khi chúng bay. Môi trường sống chủ yếu là savan, nhưng phải có nhiều cây cỏ ngắn để chúng kiếm ăn, kèm theo những cây lớn để làm tổ. Chúng sinh sống trong các nhóm nhỏ từ 5 đến 11 cá thể, bao gồm cha mẹ, những con chim giúp đỡ và các chim chưa trưởng thành. Loài hồng hoàng to lớn này kiếm ăn trên mặt đất, nơi chúng có thể tìm các con mồi như loài bò sát, bao gồm các loài rắn độc khá to và cả kỳ đà. Nó ăn cả các loài ốc sên, ếch, côn trùng và các loài động vật có vú với kích thước cỡ của thỏ. Ngoài ra, nó còn ăn các loài chim khác nếu nó bắt được. Điều đặc biệt ở loài chim này là chúng hiếm khi uống nước. Các cuộc gọi được thực hiện bởi các thành viên trong đàn tạo nên một dàn hợp xướng, và khi chúng kêu, âm thanh này có thể được nghe ở khoảng cách lên đến 3 km. Các cuộc gọi với mục đích đe dọa kẻ thù và cảnh báo cho các nhóm chim hồng hoàng khác biết rằng vùng đất này đã có chủ. Sinh sản. Loài hồng hoàng này phải mất từ 6 đến 7 năm để có thể trưởng thành. Thông thường, việc sinh sản của loài chim hồng hoàng đã có chút gì đó bí mật và phức tạp. Riêng đối với loài hồng hoàng lớn nhất này còn có thêm nhiều phần phức tạp. Khi một cặp chim trưởng thành sinh sản, sẽ có ít nhất hai chú chim chưa có kinh nghiệm khác theo để hỗ trợ. Để đầy đủ kinh nghiệm và để sinh sản thành công một lứa đầu tiên của riêng mình, thì những con chim chưa trưởng thành phải có ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong việc giúp đỡ cho các cặp chim khác sinh sản. Chúng sẽ học về cách làm tổ, cách ấp trứng và cả kỹ năng chăm sóc các chim non. Tổ được làm trong các hốc rỗng sâu trên thân cây cổ thụ. Chim mẹ sẽ đẻ khoảng 2 quả trứng màu trắng vào đầu mùa mưa, thường là khoảng từ tháng 9 đến tháng 12. Chim mẹ đẻ quả trứng đầu tiên xong, phải mất đến 4 ngày sau nó mới đẻ quả trứng thứ hai. Thời gian ấp trứng kéo dài từ 40 tới 45 ngày. Các chim non nở ra không đồng bộ. Khi chim non đầu tiên nở ra và lớn lên nặng khoảng 250 gram, thì chú chim non tiếp theo mới nở, và lúc này nó chỉ nặng khoảng 60 gram. Điều này thường sẽ dẫn đến các hệ lụy, như chim non nở ra trước cạnh tranh nguồn thức ăn, dẫn đến chim non thứ hai bị chết do đói. Các chim non sẽ ở trong tổ khoảng 85 ngày, một khoảng thời gian khá dài. Sau khi ra khỏi tổ, các chim non vẫn sẽ ở lại với chim bố mẹ và các chim giúp đỡ thêm từ 1 đến 2 năm nữa, trước khi chúng có cuộc sống độc lập. Đây thật sự là một khoảng thời gian rất dài cho một lứa sinh sản ở chim, vì phải mất đến tận 3 năm. Do con người khai thác quá mức nên môi trường sống của loài chim này ngày càng bị thu hẹp, cộng thêm tỷ lệ sinh sản quá thấp. Những điều này đã khiến loài chim này có nguy cơ cao trên bờ vực tuyệt chủng. Được biết, tuổi thọ của loài hồng hoàng này rất cao. Trong tự nhiên, chúng có tuổi thọ trung bình là khoảng từ 40 đến 60 năm.
còn trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống đến tận 70 năm. Chim nhồng hay chim yểm là một loài chim thuộc họ sáo, sinh sống ở các khu vực đồi núi Nam Á. Cụ thể, ở những nơi như vùng chân núi Himalaya, Ấn Độ, Nepal và một số nơi khác như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Ngoài ra, chúng cũng có mặt ở nhiều nơi tại các khu vực Đông Nam Á, những nơi có độ cao lên đến 2.000m. Chim yểm có chiều dài cơ thể khoảng từ 27 đến 30cm, cân nặng khoảng từ 161 đến 229 g. Bộ lông có màu đen, được đánh bóng bằng một màu xanh biếc, mỏ màu vàng đỏ, hai bên tai và sau óc có những mảng da trần lớn màu vàng, đuôi ngắn, chân màu vàng, hai bên cánh còn có những vệt màu trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng khi chúng bay. Cả hai giới tính đều có bề ngoài tương tự nhau và rất khó để phân biệt. Chúng xuất hiện trên các cành cây cao trong những khu rừng rậm. Nơi này đòi hỏi phải có lượng mưa và độ ẩm cao. Thông thường, chúng đậu chót vót trên ngọn cây cùng với bầy đàn nhỏ. Trong rừng, chúng được phát hiện bởi các cuộc gọi lớn. Cuộc gọi chủ yếu được thực hiện vào buổi sáng hoặc hoàng hôn. Chúng có chế độ ăn khá đa dạng, từ trái cây cho đến mật hoa và cả côn trùng. Không giống như loài chim chèo bẻo đuôi cờ trẻ, chim nhồng không có hành vi bắt chước giọng hót các loài chim khác ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi nhốt, chúng nằm trong số những loài chim bắt chước nổi tiếng nhất. Nó có thể học để bắt chước các âm thanh mà nó nghe được hàng ngày, đặc biệt là tiếng nói của con người, nhất là tiếng huýt sáo với độ chính xác đáng kinh ngạc và rõ ràng. Trong thế giới loài chim, có rất nhiều giống chim biết nói tiếng người như vẹt, sáo, cưỡng hay thậm chí là loài quạ. Tuy nhiên, những chú chim kể trên không còn nào bắt chước được giọng nói của người tài tình và chính xác như chim nhồng. Hơn thế, nó còn có thể lặp lại những câu nói tương đối dài lên đến 5 tiếng, chứ không hạn chế chỉ vài ba tiếng như chim sáo hoặc cưỡng. Chính vì điều này, chim nhồng được xếp hàng đầu trong các giống chim biết nói trên thế giới. Vào thời nào hay bất cứ nơi đâu cũng được nhiều người chọn nuôi. Cũng chính vì cái tài này của chúng mà tai họa đã đến với dòng họ chim nhồng. Vào những thập kỷ trước, hàng năm có đến gần 20.000 chú chim nhồng hoang dã, chủ yếu là chim trưởng thành, được đánh bắt trong tự nhiên kèm theo các chim non được đưa vào thương mại để phục vụ cho thú chơi chim lồng. Điều này đã làm cho các quần thể lớn trong rừng bị giảm đi đáng kể. Hơn thế, loài chim nhồng này hầu như là bị tuyệt chủng ở Bangladesh và một số nơi khác do bị phá hủy môi trường sống kèm theo nạn khai thác quá mức để phục vụ công việc buôn bán vật nuôi trái phép. Sinh sản. Mùa sinh sản phụ thuộc vào vùng địa lý, nhưng hầu như là khoảng tầm từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Chúng làm tổ trong một cái lỗ trên thân cây cao do các loài chim gõ kiến khác để lại. Chim mẹ sẽ đẻ khoảng từ 2 đến 3 quả trứng trong một mùa. Thời gian ấp kéo dài khoảng từ 2 đến 3 tuần. Sau khoảng từ 3 đến 4 tuần tuổi, các chim non bắt đầu rời tổ. Theo một số tài liệu, thì loài chim nhồng này có tuổi thọ dao động từ khoảng 8 đến 15 năm.